Xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tuần mới gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, giúp cho các bạn nắm bắt vận trình của mình và cải biến được tốt hơn. 1. Tử vi tuổi Tý từ ngày 1 tháng 3 đến 7 tháng 3 năm 2021. Xem tử vi cho thấy tuổi Tý bước sang tuần mới với nhiều điều bất ngờ đang đón chờ. Con giáp này có cơ hội để thể hiện bản thân trong các lĩnh vực thế mạnh và đây sẽ là một bước đột phá mạnh mẽ của bản mệnh nếu biết cách nắm bắt tình thế. Tuy nhiên, hào quang mà con giáp này đang tỏa ra có thể khiến những kẻ vốn có sẵn lòng đố kỵ cảm thấy ghen ghét và sẽ tìm cách phá quấy người tuổi Tý cho bằng được. Hãy cẩn thận trong từng bước đi, làm đến đâu chắc đến đó để kẻ xấu không thừa cơ cản trở. Nhất là khi có thương quan xuất hiện ở cuối tuần, bản mệnh cần phải tránh chủ quan trong thời điểm này. Có những thứ con giáp này tưởng đã làm tốt nên không kiểm tra lại kỹ càng, để rồi khi xảy ra vấn đề mới bàng hoàng nhận ra là do sự chủ quan, sơ suất của bản thân. Bên cạnh đó, dù muốn thể hiện qua điểm của mình, bản mệnh cũng nên tránh gay gắt. Bởi con giáp này có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình mà không quan tâm đến những người xung quanh đó. Hãy học cách lắng nghe nhiều hơn nhé. Bù lại, có thái âm cát tinh trợ mệnh, vận trình tình cảm của bản mệnh suôn sẻ hơn hẳn, nhất là với nữ mệnh. Con giáp này hiểu rõ những điều trái tim mình mách bảo và nhận ra ai mới là người thật sự phù hợp để gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, cũng nên để thêm thời gian thử thách chứ đừng quyết định quá vội vàng nhé. 2. Tử vi tuổi Sửu từ ngày 1 tháng 3 đến 7 tháng 3 năm 2021. Vận trình tuần mới của người tuổi Sửu cho thấy tuổi Sửu có sao dịch mã chiếu mệnh nên sẽ gặp phải đôi chút khó khăn khi muốn theo đuổi những gì mình muốn. Vốn là người có tài năng, sự mẫn tiệp và đặc biệt không ngại khó không ngại khổ nên con giáp này vốn không cần quá lo lắng. Khó khăn đổ dồn vào những ngày cuối tuần, nhất là ảnh hưởng của tỷ kiến khiến bản mệnh vất vả xoay sở các mối quan hệ xung quanh. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ thư thả hơn nếu con giáp này bớt để ý đến những lời nói của người ngoài. Xét cho cùng, chính ta mới sống cuộc sống của mình chứ không phải một ai khác. Đường tài lộc của bản mệnh có vẻ suôn sẻ hơn ở thời điểm đầu tuần. Cát khí vượng rất thích hợp cho việc cầu tài. Tuổi Sửu có thể lợi dụng khoảng thời gian này để khai trương, mở cửa hàng hay mở rộng việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên hung vận lớn nên vận trình tình cảm không được suôn sẻ, êm đẹp cho lắm. Mâu thuẫn cứ thế nảy sinh khiến bản mệnh và người ấy đều tổn thương nhưng chẳng ai chịu xuống nước trước. Cái tôi cá nhân của cả hai quá lớn nên rạn nứt tình cảm là điều đương nhiên. Tình yêu là chuyện của hai người, nếu cứ chỉ có một bên cố gắng thì chẳng thể nào làm nên chuyện gì. 3. Tử vi tuổi Dần từ ngày 1 tháng 3 đến 7 tháng 3 năm 2021. Tuần mới với bạn tuổi Dần, dự báo tuổi Dần có cát vận cát nhỉnh hơn hung vận. Điều này là dấu hiệu tốt cho vận trình trong tuần của con giáp này. Tuy nhiên, càng về cuối tuần bản mệnh lại càng có nguy cơ phải đối mặt với rạn nứt tình cảm. Người độc thân có thể phải đối mặt với tổn thương tình cảm. Còn các cặp đôi dễ vì những hiểu lầm mà xa cách, vợ chồng bất đồng quan điểm trong cách nuôi dạy con cái. Con giáp này và nửa kia của nên thu xếp ổn thỏa thời gian để thay phiên chăm sóc con trong khoảng thời gian này. Đặc biệt hai người nên tránh tranh cãi gay gắt trước mặt con trẻ. Thêm một vấn đề nữa mà người tuổi Dần cần lưu ý là về vấn đề tiền bạc. Đầu tuần không phải là thời điểm may mắn cho các kế hoạch đầu cơ tài chính. Phải đợi từ giữa tuần đến cuối tuần khi hỷ khí Dần tăng mới là lúc để mạnh dạn đầu tư. Hơn nữa, chính ấn xuất hiện cho thấy điểm báo thăng tiến trong tuần khá rõ rệt. Người tuổi Dần có thể được tạo điều kiện để thỏa sức sáng tạo, thể hiện năng lực của mình. Lại thêm Thái Dương cát tinh phò trợ, bản mệnh được quý nhân nâng đỡ nên tìm được hướng đi đúng đắn. Chỉ cần con giáp này kiên trì và lạc quan, gặp thất bại cũng không nản chí thì khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua. 4. Tử vi tuổi Mão từ ngày 1 tháng 3 đến 7 tháng 3 năm 2021. Xem tử vi cho thấy, trong tuần có sự xuất hiện của thiên quan cảnh báo tuổi Mão cần đề phòng tiểu nhân đang tìm cách phá hoại công việc cũng những thành quả mà con giáp này đã vất vả xây dựng trong thời gian qua. Điều đáng lo ngại là bản mệnh không chút đề phòng với kẻ đó, rất có thể đó là người mà bạn không ngờ tới.
Nếu cần quyết định vấn đề liên quan đến tiền bạc, người tuổi Mão nên thực hiện vào cuối tuần khi có chính tài che chở sẽ may mắn hơn. Đầu tuần là lúc có nhiều việc xảy ra sẽ khiến con giáp này trở nên phân tâm, đánh mất tỉnh táo dẫn đến thua lỗ thiệt hại. Ngày có thái tuế hung tinh độ mệnh là lời cảnh báo bản mệnh về những tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Nếu có việc phải xuất hành đi xa, con giáp này nên thận trọng, nhất là khi tham gia giao thông phải chú ý giữ đầu óc tỉnh táo sáng suốt, tránh va chạm tai nạn ngoài ý muốn. Đường tình duyên không có nhiều biến động ở thời điểm này. Vợ chồng bình yên bên nhau, không tránh được những lúc mâu thuẫn nhưng cả bản mệnh và người ấy đều hiểu rằng đó là những vấn đề hết sức bình thường của cuộc sống. Chỉ cần cả hai luôn có nhau trong tim và đặt bản thân vào vị trí của đối phương thì mọi chuyện đều có thể tháo gỡ. 5. Tử vi tuổi Thìn từ ngày 1 tháng 3 đến 7 tháng 3 năm 2021. Trong tuần với tuổi Thìn đang có Bách Việt chiếu mệnh, chủ đào hoa mang đến thêm hỷ sự cho tuổi Thìn. Người độc thân có thể được người quen giới thiệu để tìm được đối tượng phù hợp. Dù vốn không thích việc mai mối như vậy nhưng con giáp này cũng muốn thử một chút vận may xem liệu có nên duyên bất ngờ với người kia trong lần này hay không. Tuy nhiên, đào hoa quá vượng lại không phải là tín hiệu tốt cho người đã có gia đình. Bản mệnh có thể phải chủ động kéo giãn khoảng cách trong các mối quan hệ khác giới khi nhận thấy những cám dỗ. Dù không có ý gì nhưng con giáp này phải nhanh chóng tìm cách từ chối tình cảm của đối phương càng sớm càng tốt để tránh rắc rối về sau. Vận trình công danh sự nghiệp không được suôn sẻ cho lắm, bản mệnh cần phải tập trung hơn nữa. Thương quan cảnh báo rằng con giáp này đang có thể đi vào con đường sai với định hướng ban đầu mình đưa ra. Người tuổi Thìn nên tự nhìn lại để đánh giá sự phát triển của chính bản thân mình. Đường tài lộc thì cũng tràn ngập nguy cơ khi bị kiếp tài ngáng trở. Bản mệnh nỗ lực rất nhiều những tiền vẫn khó mà chảy vào túi. Đặc biệt, thời điểm giữa tuần nên thận trọng nếu có ai đó mời mọc đầu tư hay kinh doanh. Đừng vội tin vào những lời hứa hẹn lộc lá báu bờ kẻo trắng tay vì niềm tin mù quáng của bản thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ từ ngày 1 tháng 3 đến 7 tháng 3 năm 2021. Vận trình của tuổi Tỵ trong tuần mới cho thấy, với tuổi Tỵ trong tuần không có nhiều biến chuyển trong chuyện tình cảm. Dù đôi bên gia đình thúc giục nhưng con giáp này cảm thấy tình cảm chưa đủ chín muồi, vẫn kiên quyết tiếp tục kéo dài thời gian tìm hiểu. Dù sao thì nếu cả hai yêu thương nhau chân thành thì cũng sẽ chẳng lo điều này làm ảnh hưởng. Đầu tuần vận trình công danh sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, bản mệnh lại không đủ tự tin để giải quyết. Phải chờ tới cuối tuần khi có quý nhân trợ vận, thiên ấn cát thần chỉ lối dẫn đường thì con giáp này mới nhìn ra vấn đề và dám xuống tay để xoay chuyển càn khôn. Dù làm việc gì người tuổi Tỵ cũng không được bỏ qua những nguy cơ tiềm ẩn, nên nhớ dục tốc bất đạt, con giáp này càng nóng vội thì càng dễ xảy ra sai sót. Cẩn thận trước khi tiến hành sẽ không bao giờ là thừa thãi và nó sẽ giúp bản mệnh tránh được tối đa các rủi ro không đáng có. Sự xuất hiện của hung tinh thiên cầu còn mang theo cả họa thị phi, tranh chấp thậm chí còn dẫn đến kiện tụng nếu con giáp này giải quyết không khéo. Đôi khi im lặng nhẫn nhịn không phải là chấp nhận rằng bản thân thua kém, mà đó là cách làm khôn ngoan để bản mệnh không nhận phần thiệt về mình. 7. Tử vi tuổi Ngọ từ ngày 1 tháng 3 đến 7 tháng 3 năm 2021. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Ngọ sẽ được thiên đức cát tinh trợ mệnh trong tuần này nên đường công danh sự nghiệp đang tiến triển khá tốt đẹp. Con giáp này có quý nhân giúp đỡ nên tìm được những hướng đi mới trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, dù suôn sẻ nhưng bản mệnh cũng không nên chủ quan vào lúc này bởi sự đời không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Tấn quan hợp mệnh ở cuối tuần tạo bước đà thăng tiến khi con giáp này hiểu rõ năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện bất chấp những khó khăn trước mắt. Bản mệnh luôn kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu chứ chẳng bỏ cuộc dễ dàng đâu. Điều mà tuổi Ngọ cần cải thiện ngay lúc này chính là sự hiếu thắng và nóng nảy của bản thân. Sự cao ngạo, nóng vội sẽ là nguyên nhân làm hỏng việc của con giáp này. Dù bản mệnh tài năng đến đâu thì cũng phải biết hạ bớt cái tôi vì điều đó thì mang lại tai họa cho chính mình mà thôi. Vận trình tình cảm của bản mệnh khá bấp bênh trong tuần này có thể khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi khi cứ hợp rồi tan, tan rồi lại hợp. Giữa hai người dường như không có sợi dây gắn kết bền chặt cũng chưa thực sự có dự định nghiêm túc về tương lai nên có thể dễ dàng từ bỏ không chút luyến tiếc. 8. Tử vi tuổi Mùi từ ngày 1 tháng 3 đến 7 tháng 3 năm 2021.
Theo tử vi tuần mới này, vận trình tình cảm đi xuống là nguyên nhân khiến tâm trạng của người tuổi Mùi khá thất thường trong tuần này. Con giáp này ngày càng không hiểu được đối phương đang nghĩ gì trong đầu. Dù đã cố gắng hàn gắn dạn nứt nhưng nếu nỗ lực chỉ đến từ một phía thì chẳng có tác dụng gì. Dẫu vậy, bản mệnh cũng không nên suy nghĩ tiêu cực và hướng mọi việc theo chiều tồi tệ. Tình cảm trục trặc là điều chẳng ai muốn, con giáp này vẫn còn rất nhiều điều cần quan tâm thay vì cứ ủ rũ và bỏ bê cuộc đời mình như vậy. Sự nghiệp của tuổi Mùi lên xuống trầm bổng thất thường trong tuần này. Con giáp này là người có tài nhưng dễ vì thế mà trở nên cao ngạo, dễ mắc phải những sai lầm không đáng có, khiến cho công sức bỏ ra chẳng thu được thành quả. Có lẽ bao nhiêu chuyện xảy ra khiến bản mệnh chẳng thể nào toàn tâm toàn ý làm việc được. Thậm có thể sẽ bị cấp trên khiển trách về phong độ sa sút của mình đó. Bạch hổ hung tinh xuất hiện mang những điềm báo xui xẻo, có thể gặp họa huyết quang. Thời điểm này, bản mệnh nên chú ý để giữ an toàn cho bản thân và gia đình, hạn chế đi đêm về hôm, cũng tránh tới những nơi hoang vắng. Tiền nong giữ cẩn thận, tránh khoe khoang kẻo kẻ xấu dòm ngó. 9. Tử vi tuổi Thân từ ngày 1 tháng 3 đến 7 tháng 3 năm 2021. Người tuổi Thân trong tuần mới này, nhờ có cát khí vây quanh nên cảm thấy an tâm hơn nhiều. Tài lộc ùn ùn kéo về nhà, thiên tài và chính tài cùng xuất hiện cho thấy các khoản thu nhập chính và phụ đều tăng lên nhanh chóng. Công việc của con giáp này vẫn tiến triển tốt đúng như kế hoạch, không có nhiều trở ngại. Chính quan cũng đảm bảo về khả năng thăng tiến trong thời gian tới. Nhờ có những thành quả đạt được mà bản mệnh có thể vững vàng ở vị trí hiện tại. Lại thêm được tử vi cát tinh chiếu mệnh nên dù sơ suất có những sai sót trong công việc cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến vị trí con giáp này đang nắm giữ. Tuy nhiên có thể uy tín cá nhân sẽ bị sụt giảm ít nhiều nên cẩn thận vẫn là tốt nhất. Đầu tuần gặp thiên quan, kẻ tiểu nhân có thể sẽ khiến cho vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thân bị tổn hại do những trò bị ổi của mình. Bản mệnh không hề để tâm đề phòng nên có thể tới lúc bị hại vẫn không hiểu tại sao. Chuyện tình cảm giữa con giáp này và người ấy vẫn khá bền vững sau nhiều sóng gió bão. Dù muốn tiến tới mối quan hệ bền chặt hơn nữa nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa thực sự là thời điểm thích hợp khi cả hai đều chưa sẵn sàng, hãy cứ sống với tình yêu của mình đi đã nhé. 10. Tử vi tuổi Dậu từ ngày 1 tháng 3 đến 7 tháng 3 năm 2021. Tử vi cho thấy, người tuổi Dậu trong tuần gặp phải đại hao hung tinh nên khó tránh khỏi họa mất tiền, tổn hao tài sản. Hung tinh này dễ gây ra những chuyện ngoài mong muốn khiến con giáp này không bỏ tiền ra không được. Dù trong tuần tiền bạc kiếm được không phải là ít nhưng vẫn không thấm tháp là đâu. Song bản mệnh cũng không cần quá u sầu bởi bên bạn luôn có một người sẵn sàng san sẻ gánh nặng với bạn. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con giáp này cũng luôn được người ấy lắng nghe và chia sẻ an ủi. Tuổi Dậu cảm thấy mình thật hạnh phúc khi gặp được người ấy và thỏa thích đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu. Người độc thân nên năng nổ tham gia các hoạt động xã hội. Đó là cơ hội để con giáp này gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người khác phái có cùng chí hướng với mình. Đừng quá đặt nặng việc tìm kiếm một nửa đúng như hình tượng mà bản thân tô vẽ hay tưởng tượng, bởi con người đâu có ai hoàn hảo đâu. Tuy nhiên, đừng quá mải mê vào chuyện tình cảm mà sao lãng công việc. Chỉ một phút sơ sẩy bản mệnh cũng có thể tạo điều kiện cho kẻ xấu có cớ để hạ bệ mình khỏi vị trí đang nắm giữ. Nếu con giáp này không nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình thì có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. 11. Tử vi tuổi Tuất từ ngày 1 tháng 3 đến 7 tháng 3 năm 2021. Xem tử vi chỉ ra rằng vận trình của người tuổi Tuất có thể sẽ gặp nhiều may mắn. Tài lộc dồi dào, con giáp này chẳng cần phải quá lo lắng về chuyện chi tiêu ở thời điểm này. Thực thần đảm bảo cho nguồn thu nhập vững vàng từ công việc chính và có thể cả nghề tay trái. Nhờ đó, bản mệnh có thể tiêu tiền hào phóng. Vậy nên dù trong tuần có tiểu hao gây mất mát tiền bạc nhưng dù sao đó cũng chỉ là con số nhỏ so với số tiền mà bản mệnh kiếm được. Con giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng hơn để tránh thất thoát tiền bạc. Song dường như tuổi Tuất quá mải mê kiếm tiền nên không tập trung vào công việc chính của mình. Đây sẽ là khoảng thời gian bất ổn của bản mệnh trong sự nghiệp và cần phải tự mình dựa vào mình chứ không thể ỷ lại vào ai. Con giáp này cần phải biết cách để giúp bản thân vượt qua khó khăn chứ chẳng thể dựa vào người khác. Hãy cứ vững tin rằng những nỗ lực của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng.
Thực tế vận trình tình duyên trong tuần của bản mệnh không quá vượng cũng không quá suy, chỉ ở mức tầm tầm mà thôi, thế nên muốn có được bước đột phá trong mối quan hệ tình cảm thì con giáp này cần thêm một chút yếu tố may mắn làm chất xúc tác. 12. Tử vi tuổi Hợi từ ngày 1 tháng 3 đến 7 tháng 3 năm 2021. Xem tử vi cho thấy với tuổi Hợi, dường như người tuổi Hợi đang gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm. Con giáp này mâu thuẫn với chính bản thân mình, không biết phải quyết định thế nào cho vẹn cả đôi đường mà không làm tổn thương ai. Trong chuyện tình cảm vốn không có chỗ cho kẻ thứ ba, đừng vì vài phút yếu lòng mà đánh mất hạnh phúc bản thân đang may mắn sở hữu. Hung vận lấn át cát vận khiến bản mệnh phải đau đầu giải quyết các vấn đề tồn đọng trong công việc. Vận trình công danh sự nghiệp thăng trầm bất định, có trầm rồi lại thăng, thăng rồi lại trầm, con giáp này cảm thấy vô cùng bức bối nên dễ sinh lòng chán nản, muốn bỏ cuộc. Ngũ quỷ hung tinh cố tình tạo ra cục diện này để lợi dụng sự yếu đuối của bản mệnh. Tuổi Hợi nếu không có tinh thần vững vàng thì dù lật ngược được thế cờ cũng sẽ nhanh chóng bị đánh bại. Con giáp này cần phải nỗ lực sáng tạo, đổi mới nhiều hơn thì mới mong thay đổi được cục diện. Đường tài lộc trong tuần khá vượng phát, tiền bạc không thiếu, nhưng nếu để có số tiền lớn trong tay thì giữa tuần là thời điểm may mắn nhất. Những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán hoặc làm nghề tự do sẽ dễ kiếm tiền hơn những người làm công ăn lương, ngồi văn phòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.